Vùng cuộn ở phía ngoài sản xuất hormone điều hòa thăng bằng điện giải, đại diện là androsterone. Rồi vùng bó và vùng lưới thì sản xuất hormone điều hòa luco và androgen. Còn đối với là hormone cortisol thì được tiết ra từ đâu? Từ vỏ, tuyến vỏ thượng thận. Rồi tuyến thượng thận thì chúng ta sẽ có là tuyến tuyến yên, tuyến giáp và tuyến thượng thận. Các bạn có nhớ là cái trục sinh lý để tiết ra cortisol hay không? Bạn nào có thể vẽ lại được là cái trục sinh lý từ tuyến nào nó kích thích lên đâu rồi tiết ra cái gì, rồi sau đó cái hormone đó nó sẽ kích thích lên đâu để tiết ra gì, và cuối cùng mới tiết ra tuyến vỏ thượng thận mới tiết ra là cortisol. Vùng dưới đồi tiết ra cái gì các bạn? À, dạ cô. Rồi mời bạn. Cô thì vùng dưới đồi tiết ra cái CRH. CRH C sẽ kích thích thì trước tuyến yên tiết ra ACTH, và ACTH nó sẽ tiết lên tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận nó vỏ tuyến thượng thận sẽ tiết ra cortisol. rồi. Và khi nồng cortisol được tiết ra thì nó sẽ đi đến các cơ quan trong cơ thể, và khi nồng độ cortisol trong máu nó cao thì nó sẽ kích thích lên vùng dưới đồi để không có tiết CRH nữa, để Này ức chế tuyến yên là không đó gọi cho là quá kích trình thích. gì, đó gọi là Dạ quá cô, trình gì, là feedback ạ. feedback gì, Feedback âm ạ. feedback âm. Rồi cảm ơn bạn. Câu số 2, tác dụng sinh lý của cortisol. Các tác dụng sinh lý của cortisol gồm có những cái tác dụng nào? Bạn Nguyễn Minh Trực. Mình có thì mình là có cái đi rồi trả lời, còn không á là xem như vắng nha, thì tiêu tới bạn khác để đỡ tốn thời gian. Rồi tiếp tục mời bạn Lương Kiều Anh. Phạm Nguyễn Trúc Quỳnh. Dạ em nghe cô nghe em nói không cô? Bạn tên gì? Dạ Phạm Nguyễn Trúc Quỳnh. Rồi trả lời đi mẹ. Dạ thưa cô, là điều hòa lượng nước và các chất điện giải trong cơ thể, qua đó dẫn đến kiểm soát áp suất thẩm thấu của dịch ngoài bào và thể tích trong máu bằng cách tái hấp thu natri và ống lượng C và ống thu, tăng bài tiết K cộng và cộng để hoán đổi với Na cộng. Ở nồng độ cao thì chất này gây phụ và tăng huyết áp, giảm K cộng huyết và nhiễm kiềm. Rồi đó là tác động lên trên nước và điện giải, ngoài ra còn tác động lên đâu nữa bạn? Ngoài ra còn tác động lên đâu nữa? Rồi, mời bạn tiếp theo đi. Quỳnh Minh đến. Dương Đình Thuận. Dạ, nghe cô ơi. Bạn tên gì? Dạ đến, bạn Quỳnh Minh đến. Rồi trả lời đi bạn. Dạ, Ngoài tác tác động động. lên nước và điện giải thì cortisol còn tác động lên đâu nữa? Dạ. Làm cortisol là nó có giảm tác dụng chung bạch cầu tại ổ gì? Giảm chức năng chuyển hóa thôi, ức chế miễn dịch, chẳng thể bổ thể, tác dụng lên tim mạch. Từ từ mình nhóm nha, tác động lên trên máu thì có trên bạch cầu và hồng cầu, tác động À, chuyển hóa là lipid glycid, mô cơ quan, tim mạch, rồi tác dụng trên hệ thần kinh trung ương.
lên chuyển hóa thì có chuyển hóa lipid, lipid có à, chuyển hóa lipid không bạn? À, không có lipid glucid à. Không có rồi. Có lipid và glucid và mô cơ quan rồi tim mạch thần kinh protein. Có protein không? Dạ có rồi, có. Họ có không? Không, đọc dạ, hồi dạ có. Rồi cảm ơn bạn. À, phần này tác dụng sinh lý thì có là tác động lên trên nước, điện giải, tác động lên máu, tác động lên chuyển hóa các chất, tác động lên thần kinh trung ương, tác động ức chế miễn dịch. Ngoài ra thì còn tác động nào nữa hay không các bạn? Ngoài những nhóm tác động này còn những nhóm, còn nhóm tác động nào nữa hay không? À, các bạn đang giơ tay. Cô em xin trả lời. Bạn là ai? Dạ em tên Lương Kiều Anh, hồi nãy cô kêu á cô. Rồi trả lời đi bạn. Dạ. Dạ cô em trả lời là mô cơ quan. Mô cơ quan là tác động lên đâu của mô cơ quan, tác động như thế nào bạn? Thưa cô là tạo lên trên máu. Bạn đang nói về mô cơ quan. Bây giờ bạn đang nói là bổ sung thêm là tác động lên mô và các cơ quan. Vậy tác động lên các mô và các cơ quan như thế nào? Dạ thưa cô là tác động lên cơ vân. Tác động cái gì? Cơ vân bạn, bạn nói, bạn trả lời, mình trả lời cho tròn câu đi, đừng có đợi mình phải nhắc bạn gợi ý từng chút như vậy. Lên cơ vân thì sao? Cô em trả lời thay bạn cho cô. Rồi mời bạn. Cô ơi, em trả lời thay bạn được không cô? Dạ, dạ, mời bạn. Vâng, em là Tùng với cô. Tác dụng trên cơ vân là giảm axit amin hấp thu bởi cơ bắp. Tác dụng lên gan là tạo glucose. Tác dụng lên tụy thì là chống lại insulin. Tác dụng lên mô mỡ thì là thúc đẩy phân hủy chất béo. Tác dụng lên xương là giảm hình thành xương. Hết rồi cô ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Đây, nó thuộc là gần với là tác động lên chuyển hóa. Thì tác động lên trên cơ vân thì sẽ làm tiêu cơ vân, giảm cái axit amin. Rồi tác động lên mô mỡ, tác động lên insulin. Khoan mình đợi tí xíu nha, bạn là Lê Đình Tùng. Lê Đình Tùng mình ở lớp nào vậy bạn? Dạ em ở lớp DA20 IKF ạ. Đợi tí xíu nha, để ghi cho rồi. Rồi qua câu hỏi tiếp theo. Có bao nhiêu nhóm thuốc glucocorticoid theo thời gian tác động? Rồi liệt cô kê em trả lời luôn rồi không cô? À, để bạn khác lấy điểm bạn ơi. Để gọi bạn khác đi. Có bao nhiêu nhóm thuốc glucocorticoid theo thời gian tác động? Mình liệt kê các nhóm thuốc đó thôi. Rồi sẽ có bạn khác liệt kê thuốc trong nhóm. Liệt kê nhóm thuốc. Mời bạn Lê Thị Ngọc Ý. Đỗ Hồng Anh. Dạ cô là nhóm tác dụng ngắn, rồi nhóm tác dụng trung bình và nhóm tác dụng dài. Tác dụng ngắn là có cortisone và hydrocortisone, còn nhóm tác dụng trung bình thì có prednisone, prednisolone với methylprednisolone. Còn tác dụng dài thì có betamethasone với dexamethasone. Rồi, cảm ơn bạn. Mời một bạn khác nhắc lại. Thuốc tác động ngắn là những thuốc nào? Trương Thị Mộng Thư.
Dạ. Thuốc thời gian tác động ngắn là cortisol với glucocorticoid. Hết chưa? Dạ. Em biết có nhiêu đó à cô? Rồi, nhóm thuốc tác động trung bình là prednisone với prednisolone. Cảm ơn bạn. Rồi, mời một bạn khác. Tác động dài. Nguyễn Ngọc Phương Trang. Dạ em nghe cô ơi. Thuốc tác động dạ dài. Dạ là có. Dạ tác động dài là có dexamethasone với betamethasone. Dexamethasone và gì nữa? Dạ betamethasone. Đừng có chăm cái nhà cái số lượng lên đi nữa thì cái chữ đó nó vẫn là như vậy, nó không có thêm hình thức gì cho thấy là thì kể cả động từ cái quá khứ đó hiện tại nó không dạ rồi. Cảm ơn bạn. Mời các bạn khác bổ sung về ba nhóm thuốc là ngắn, trung bình, dài, còn có nào nữa? Dạ cô ơi, em bổ sung. Bạn là ai? Bạn tên gì? Dạ Nguyễn Thị Kiều Anh, giáo viên dự phòng 19. Dạ em bổ sung là thời gian tác động trung bình là còn có methylprednisolone. Với lại triamcinolone nữa không? Dạ em xin hết. Tất cả những cái bao cũng như là consonant người ta đều gọi là phonim, nhưng bây giờ mình chưa có ba phonim như thế này lại đi nha, thì mình ghép ba cái phonim ra một cái phần trái đã chọn bạn thì để tôi tắt thì con biết chương trình ở đây mình qua mình làm bài tập để kiểm tra nhé. Any questions so far? Rồi câu hỏi tiếp theo. Tác động ngắn là thời gian bán thải hoặc là thời gian tác động của nó là bao lâu các bạn? Mời bạn Danh Thị Mỹ Tiên. Danh Thị Mỹ Tiên. Dương Đình Thuần. Dạ thưa cô, là thời gian bán thải ngắn là từ 8 đến 12 giờ. Bạn tên gì? Dạ em tên Danh Thị Mỹ Tiên. Rồi cảm ơn bạn. Tác động trung bình. Mời bạn Bùi Quốc Đỉnh. Lê Vũ Khoa Trường. Dạ em nghe. Hello, là... hello. Dạ em tên Quốc Đỉnh. Lớp đi học dự phòng ạ. Rồi mời bạn trả lời. Dạ. Câu hỏi lại tại em lắc. Thời gian tác động hay là thời gian bán thải của thuốc tác động trung bình là bao lâu? Dạ, thời gian tác động trung bình thời gian bán thải của là từ 12 đến 36 giờ. Cảm ơn bạn. Thuốc tác động dài là thời gian tác động bao lâu? Mời bạn Lê Vũ Khoa Trường. Nguyễn Khải Hoàng Nguyễn Thị Trà My. Võ Thị Hồng Phúc. Nguyễn Phương Lam.
Dạ thưa cô là từ 36 đến 54 giờ. 36. Em đọc em. 36 đến bao nhiêu đây? Dạ thưa cô là đến 54 giờ. 54 hay 72? Dạ. Em nghĩ 54. Dạ 54. Dạ cảm ơn. Ôi 72 thôi. 72 nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Mỗi thuốc này á, nó sẽ có là cái liều dùng khác nhau. Mà ở đây á, không bắt buộc các bạn học liều dùng. Các bạn chỉ biết được là nó là những thuốc nào là ngắn, thuốc nào là trung bình, thuốc nào là dài. Và ngắn là bao nhiêu, còn trung bình là bao nhiêu và dài là bao nhiêu. Rồi tiếp chúng ta qua nhóm thuốc corticoid. Corticoid vậy chỉ định của corticoid. Các bạn đợi tí xíu nha các bạn. Mời bạn Lê Hoàng Ân. Dạ có em cô ơi. Chỉ định của corticoid. Dạ. Không có chuẩn bị bài hả bạn? Câu dạ, hỏi em... hỏi liệt kê trước mà chứ đâu phải câu hỏi đột xuất đâu. Dạ là chỉ định bắt buộc. À, chỉ định của corticoid là điều trị thay thế khi thiếu hormone và điều trị viêm. Thay thế hormone gì vậy? Trong bài ghi là thay thế khi thiếu hormone thôi, nhưng mà thiếu hormone gì mới điều trị bằng corticoid? Dạ là estrogen hay là insulin đây? Dạ estrogen. Ừ, estrogen. Dài cái dính liền nha. Rồi mời bạn khác. Lê Thị Cẩm Nang. Thay thế hóc môn gì bạn Cẩm Nang? Không có. Hà Ngọc. Trần Thị Phương Dung. Dạ có em. Cô là thay thế hóc môn glucocorticoid. Phải thay thế hormone glucocorticoid mà chúng ta gọi rõ luôn là hormone cortisol nha. Còn glucocorticoid là mình đang nói chung là hormone cortisol với lại là các thuốc corticoid luôn. Bạn khác dạ, liệt kê thêm chỉ định của corticoid. Dạ, chỉ định của corticoid là điều trị viêm, điều trị nhiễm khuẩn, điều trị các bệnh ác tính, dị ứng hoặc là các chỉ định khác như là viêm loét ruột, bệnh Crohn hoặc là bệnh u hạt. Ủa bạn tên gì? Bạn mới trả lời tên gì? Dạ Trần Thị Phương Dung. Rồi, cảm ơn bạn Phương Dung. Dạ. Bạn kia tên gì? Bạn ơi hồi lúc nãy giờ mà chưa có trả lời được đó bạn, bạn tên gì á? Dạ cô Hà Ngọc. Rồi trả lời lại câu này đi bạn. Chỉ định cô là chỉ định là điều trị viêm nhiễm, điều trị các bệnh ác tính, điều trị các bệnh dị ứng, các chỉ định khác như là viêm loét ruột, bệnh u hạt. Dạ hết. U hạt rồi gì nữa bạn, còn một cái gì trước nghe không rõ. Viêm loét ruột. Viêm loét ruột. Rồi cảm ơn bạn. Điều trị nhiễm khuẩn, có điều trị nhiễm khuẩn hay không hay là hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn? Alo. Dạ cô ơi, cô còn đây cho em muốn thắc mắc cái chỗ mà cái thuốc tiêu ít mà cái chỗ ngắn đó cô. Cái thuốc thứ hai đó là
cái nguồn glucocorticoid nó con. Có thuốc này không con? Em nghĩ đó là hydrocortisone mới đúng chứ. Rồi phát hiện ngay chỗ đó rồi à. Hydro hay là gluco đây? Dạ hydrocortisone. Cortisone ở đây á chúng ta sẽ có là cortisone nè, là một. Rồi thứ hai nữa là hydro con, hydrocortisone. Rồi. Rồi tiếp nữa là hydro. Glucocorticoid. Rồi thêm một thuốc nữa. Đó là glucocorticoid. Glucocorticoid. Chứ không có là glucocorticoid. Rồi cảm ơn bạn. Quay qua đây. Tiếp tục chỗ là điều trị nhiễm khuẩn. Hỏi lại là chị định corticoid. Cô ơi, cho em hỏi cô. Hỏi đi bạn. Alo, cô nghe. Cô ơi, cái mà cái cortison mà cái chữ on nữa cô. Là cái đó với cái hydrocortison là mình dùng chung một tên mà cô. Không, cái cortison cái chữ L, cái đuôi L. Dạ, nói với hydrocortison là mình là chung một tên mà cô. Phải chung một dạ. Đúng không? Này bạn. Dạ đọc. Dạ. Tôi không biết ạ. À. Dạ đúng rồi cơ. Đây là các bạn tự đọc ở trong sách mình có rất là rõ luôn á các bạn. Dạ rồi em xin bổ sung cái chỗ mà điều trị nhiễm khuẩn đó cô. Có điều cái trị. Cái đó là chỉ là dạ chỉ hỗ trợ thôi chứ cái corticoid là không điều trị được nhiễm khuẩn rồi. Hỗ trợ với một cái thuốc nào đó để kết hợp thôi chứ không điều trị được nhiễm khuẩn. Hỗ trợ triệu chứng điều trị. Dạ hiểu trợ triệu chứng. Chứng trong nhiễm khuẩn chứ thực ra là khi dạ, dạ. Nhiễm khuẩn đó, sử dụng cortison có thể là trầm trọng hơn cái vấn đề là nhiễm khuẩn nữa. Dạ dạ. Dạ. Điều dạ, trị. Đúng rồi đó. Rồi bạn tên gì đây? Dạ Trần Hải Đăng cơ. Đó thấy chưa, em xíu mở mic lên nói đi cưng. Xin cơ trả lời luôn. Đó. Giờ xin nghỉ cho rồi đó nha. Đang đợi xíu nha. Trần Hải Đăng là lớp nào đây để tìm cái... Dạ lớp giữ phòng 19 đúng không? Rồi hay rồi. Rồi để nhường cho các bạn mà chưa có điểm phát biểu. À, các bạn đợi một tí xíu nha. Giờ mình có là những cái chỉ định này, các bạn sẽ xem lại xem những cái chỉ định này thì mình sẽ giải thích là từ cái cơ chế nào thì có thể là điều trị có thể là sử dụng để điều trị trong những cái bệnh này. Các bạn xem phần này 5 phút đi, rồi xong rồi mình mới trả lời.
Rồi chúng ta tiếp tục nha. Giải thích từng chỉ định. Đầu tiên là thay thế hóc môn cortisol. Mời bạn Sơn Thanh Phấn. Bùi Thị Huệ Phương. Dạ cô, em Phấn, cô em trả lời cô. Rồi. Dạ cô, là điều trị thay thế khi thiếu hóc môn là suy giảm thượng thận mãn tính, suy nhược giảm cân và hạ huyết áp, suy thượng thận nguyên phát với suy thận thượng, suy thượng thận thứ phát, suy giảm thận thượng cấp tính, trị tăng sản giảm thượng thận bẩm sinh. Rồi tại sao mình có thể điều trị được những cái bệnh đó bạn? Thay thế hóc môn là thay thế như thế nào? Trong những cái bệnh lý đó thì nó thiếu hụt hóc môn gì và mình bổ sung cái gì? Trời ơi, cô thiếu... là nó gây thiếu cả cô là vì tiết ra hormone corticoid nên bổ sung vô corticoid. Rồi, cảm ơn bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta bổ sung như thế này thì có thể là ví dụ như là suy tuyến vỏ thượng thận, thì khi mà bổ sung không đúng theo cái liều thì có thể sẽ làm cái tuyến vỏ thượng thận này nó sẽ càng suy giảm nhiều hơn nữa. Phần này tí xíu nữa giảng bài sau nha các bạn. Rồi mình qua đến chỉ định thứ hai, kháng viêm. Mời bạn Ngọc Thùy, Nguyễn Thị Ngọc Thùy. Dạ có em cô. Dạ thưa cô, là nó ức chế sinh tổng hợp prostaglandin cho nên là có tác dụng giảm viêm cô. Ức chế sinh tổng hợp gì? Dạ prostaglandin. Dạ, cho nên là nó làm giảm tổng hợp prostaglandin, suy ra là nó sẽ giảm được cái viêm. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Điều trị các bệnh ác tính. Mời bạn. À, bạn vừa mới trả lời là tên gì bạn? Dạ, Ngọc Thùy cô. Mời bạn Nguyễn Đặng Minh Triết. Dạ có em cô ơi. Dạ alo cô nghe em cô. Dạ nghe, trả lời đi bạn. Dạ điều trị các bệnh ác tính. Dạ em không biết nữa cô. Rồi cho thiếu lại nha. Dạ, cho Hiếu đi cô. Dạ, cảm ơn cô. À, Phạm Lâm Tùng. Không có. Alo, dạ cô nghe cô. Nghe. Yeah. Dạ, theo em nghĩ cô, người ta dựa vào cái cơ chế mà nó giảm sinh miễn dịch của nó cô. Là, ví dụ như một cái nguyên nào đó vào cơ thể thì cơ thể mình nó sẽ các bạch cầu hoặc các cái bào lympho rồi đó sẽ tấn công cái kháng nguyên đó, là kháng thể mình nó sẽ tấn công vào kháng nguyên đó thì nó gây ra cái hội chứng quá mức, có thể gây ra hội chứng con bão cytokine đó cô, thì mình sẽ dùng cái thuốc này để mình ức chế lại, nó gây giảm tình trạng cái kháng thể mình nó tấn công quá mức đó cô. Em nghĩ nó dễ cô.
Rồi, cảm ơn bạn. Giải thích cũng đúng rồi đó. Nhưng mà đối với điều trị các bệnh ác tính thì thật ra là đối với bệnh ác tính thì chắc là không điều trị được. Nhưng mà nó có thể giảm đi cái phần nào là ức chế miễn dịch và giảm viêm để làm, đây là những cái biện pháp để chăm sóc giảm nhẹ để làm tăng cái chất lượng cuộc sống của những người là bị bệnh ác tính, như là cái quỹ thời gian của họ còn ngắn nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì có thể là chất lượng cuộc sống của họ được đảm bảo. À, đây là một hình thức là chăm sóc giảm nhẹ thôi chứ không có điều trị được cụ thể. À, thì trong các bệnh thì có là ung thư máu, ung thư bạch cầu á, ung thư bạch cầu hoặc là những cái rối loạn, những cái ung thư về máu á, thì có thể là sẽ điều trị nhưng mà vẫn không có thể là có cái cơ chế để điều trị nhưng mà thực tế thì cũng không có điều trị được tại vì cái tác động của nó không mạnh bằng cái cơ chế phát tiến triển của bệnh. Rồi viêm loét ruột đi các bạn, viêm loét ruột thì sao, mời bạn, à bạn mới trả lời có phải là bạn Minh Triết không? Dạ em Phạm Lâm Tùng lớp dự phòng 19 rồi. À, Phạm Lâm Tùng, vậy là bạn Minh Triết. À, Ngọc Vệ, Đặng Võ Ngọc Vệ. Bạn có thể giải thích được chỉ định viêm loét ruột không? Bạn nào có thể giải thích được chỉ định viêm loét ruột, mời Xuân Phong. Dạ em không. Khoan từ từ. Lê Thị Ngọc Ý. Dạ cô, là corticoid nó có tác dụng là làm tăng tiết dịch vị axit và pectin, rồi sau đó nó làm giảm sản xuất chất nhầy, giảm tổng hợp prostaglandin M1 và A2. Vì vậy nó có vai trò là trong việc bảo vệ cái niêm mạc dạ dày và Trời ơi. Tăng axit, tăng pectin, giảm chất nhầy. Đúng không? Giảm dạ. giảm Giảm prostaglandin M1 và A2. giảm prostaglandin là làm bảo vệ, qua những cái đó thì sẽ bảo vệ niêm mạc. Được cái phim lét thôi con dạ. Rồi, cảm ơn bạn. Mời ý kiến khác. Mời Em ý có ý kiến. kiến rồi. Khoan đợi xíu nha. Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh Trường Sơn đi. Dạ, theo em là corticoid thì nó có tính chất kháng viêm ấy, rồi nó mau lành vết thương thì mấy ổ loét thì nó dễ lành hơn. Đấy thì dễ lành hơn. Mau lành chứ không phải dễ lành. Mau lành hơn. Cảm ơn bạn. Mời ý kiến khác. Ở đây các bạn, tăng axit, tăng pectin, giảm chất nhầy, giảm prostaglandin là nó sẽ tăng yếu tố tấn công và giảm yếu tố bảo vệ nên nó sẽ tăng viêm loét dạ dày tá tràng chứ không có bảo vệ niêm mạc dạ dày, không có bảo vệ nha. Còn cái việc là viêm loét ruột thì trong viêm loét ruột thì tại sao lại điều trị được viêm loét ruột, mình đọc lại xem ở trong sách có các bạn. Các bạn có sách chưa? Các bạn chưa có sách thì các bạn có thể đọc thêm những cái tài liệu khác. Rồi mời ý kiến khác. Rồi thôi phần này để giảng sao đây các bạn. Chúng ta qua đến phần tác dụng không mong muốn. Liệt kê các tác dụng không mong muốn của corticoid. Mời bạn Ngô Nguyễn Quốc Đạt.
Trịnh Nguyễn Vinh Hoa. Dạ có em cô ơi. Thưa cô là tác dụng không mong muốn của thuốc là ví dụ như là suy thận, suy võ thượng thận, hoặc là suy võ thượng thận do thuốc, hoặc là bệnh có xin, hoặc hội chứng dạ dày không phải là dạ, dạ hội chứng có xin. Rồi gì nữa? Dạ thưa cô là tăng đường huyết, rối loạn dịch điện giải. Và nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em á cô. Rồi, cảm ơn bạn. Mời ý kiến bổ sung thêm Danh Lê Huy. Dạ, em theo em thì có thể là cũng không muốn đến hệ tim mạch, cơ vữa động mạch. Tại sao lại sơ vữa động mạch được bạn? Không biết chạy được sao. Mời ý kiến khác, mời ý kiến bổ sung khác. Mai Nguyễn Đạt Thi. À dạ cô, bạn Thi là bạn học vượt rồi cô. Cô bỏ tên bạn ra. Bỏ tên bạn ra. Nguyễn Phước Thọ. Phạm Thị Hồng Nhu. Dạ có. Bổ sung thêm chỗ tác dụng không mong muốn các bạn. Dạ cô, tác dụng không mong muốn là gây tăng nhãn áp. Một cái tác dụng không mong muốn cực kỳ quan trọng của thuốc corticoid nữa là gì các bạn? Em xin bổ sung luôn cô. Thương. Em xin bổ sung cô. Yếu cơ chị. Alo. Mình có bổ sung thì mình có ý kiến mình giơ tay xin phong nha. Đừng có mở mic xin như vậy rồi các bạn khác cũng mở mic như vậy là không biết được kêu ai luôn á. Yếu cơ, nhược cơ, tiêu cơ. Rồi tiếp nữa, một cái mà muốn các bạn nhắc đến là viêm loét tiêu hóa. Viêm loét tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa cực kỳ quan trọng luôn. Rồi, thôi được rồi, bao nhiêu đây được rồi các bạn. Tí xíu nữa mình còn. Rồi, giải thích. Hội chứng Cushing. Hội chứng Cushing là gì? Và tại sao lại gây tác động là hội chứng Cushing? Trần Bảo Nguyên. Dạ, có em. Dạ, hello. Dạ, nghe. Đang hỏi thì bạn lên tiếng thì bạn trả lời đi. Đợi tôi hỏi gì nữa. Dạ, hội chứng Cushing là một trong những tình trạng cơ thể có nhiều rối loạn giữ nước, tăng cân, gạn da, tăng huyết áp, yếu tố nguy cơ loãng xương. Rồi, tại sao lại gây hội chứng Cushing? Cô là tại vì trong cơ thể bệnh nhân có tình trạng tăng quá mức hormone nội tiết, các corticoid kéo dài gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Cô hết. Rồi, cảm ơn bạn. Biểu hiện của cái người có hội chứng Cushing dễ nhận biết nhất đó là gì?
Nguyễn Ngọc Phương Trang. Thôi. Cô không có rõ, cô bên đây mạng em yếu. Rồi, mời bạn khác. Đây, Nguyễn Đặng Minh Chiết. Dạ, em nghe cô. Biểu hiện của người có hội chứng vaccine. Dạ, hương cô, là biểu hiện của người hội chứng vaccine là mặt tròn, béo, thân hình dễ bầm tím, và cánh tay chân gầy yếu, bụng to với chi teo. Còn phần vai và phần cổ thì sao bạn? Dạ thưa cô, là phần gầy, vai gầy cổ nhỏ. Tiếp theo, giải thích về tác dụng không mong muốn gây viêm loét tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa. Đặng Võ Ngọc Vệ. Doãn Thành Vinh. Trịnh Việt Vương. Dạ em nghe em, Trịnh Việt Vương. Mà giải thích như vậy. Dạ, em nghĩ là cái viêm loét tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa là do cái corticoid nó làm giảm cái chất nhầy, cái sự bảo vệ của cái dạ dày á cô, cho nên là nó dễ gây cái viêm loét. Sẽ ảnh hưởng đến những cái yếu tố, những yếu tố bảo vệ nào và những yếu tố tấn công nào, có thể liệt kê lại. Thưa cô, là nó sẽ làm giảm những cái yếu tố bảo vệ như là chất nhầy ở trong cái dạ dày, hoặc là rồi vào đó tăng cái lượng axit, tăng axit trong dạ dày gây ra nó dễ bị dễ bị viêm nhiễm. Ở đây á, về viêm loét tiêu hóa với lại là xuất huyết, chúng ta sẽ có là đây. Tăng axit, tăng pectin thì sẽ là tăng yếu tố tấn công. Rồi tiếp, giảm chất nhầy, giảm prostaglandin là giảm yếu tố bảo vệ, nên sẽ dẫn đến là kích ứng. Rồi sau đó là viêm, tiếp nữa là tiếp nữa là huyết tiêu hóa. Còn theo cái cơ chế như thế nào các bạn? Các bạn sẽ được học ở bài thuốc kháng viêm NSAID. Rồi tăng đường huyết, tại sao lại gây tăng đường huyết? Nguyễn Khải Hoàng. Võ Thị Hồng Phúc. Nguyễn Thị Trà My. Hàn Quốc Bảo. Lê Thị Cẩm Nang. Bùi Thị Huệ Phương. Rồi những người này gọi hai lần. Có những cái bạn nào ở lớp JA20 á, mình chưa có điểm phát biểu không? Các bạn đang giơ tay, mời các bạn để tay xuống đó. Các bạn đang giơ tay, các bạn để tay xuống giùm. Chào thưa cô, có em ạ. Các bạn đang giơ tay, mời các bạn để tay xuống. Rồi, các bạn nào ở lớp JA20, chúng ta chưa có điểm phát biểu, mời các bạn đưa tay lên. Lớp JA20, IK gì đó không biết, chưa có điểm phát biểu, mời các bạn giơ tay.
À, rồi bạn đầu tiên Bùi Bùi gì vậy? Bùi Diễm Vân hay là tên gì đó không đọc được. Đúng rồi cô. Alo. Gì vậy? Trả lời đi bạn. Dạ, nó làm tăng đường huyết là do nó kích thích cái enzyme gan làm tăng ly giải protein tạo gluco, với lại nó tổng hợp glucagon làm giảm tổng hợp insulin đó cô. Dạ Rồi. em biết có nhiêu đó. Rồi, biết nhiêu đó là biết nhiều rồi. Cảm ơn bạn. Rồi, còn thêm một cơ chế nữa là có thể là nó sẽ đối kháng với insulin nữa, giảm tiết insulin rồi, và có thể là đối kháng với insulin nữa. Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải thì đây là do là tác động lên là nước và điện giải nên sẽ rối loạn chuyển hóa. Thì ở đây chúng ta sẽ nói luôn là đối với nước, ở ở đây thì sẽ là tăng tích trữ những loại nào, nước và điện giải thì tăng tích trữ gì và giảm giảm những cái loại nào, tăng những cái loại nào, trong các ion thì những loại nào tăng và những loại nào giảm. Mời bạn Trần Ngọc Huyền. Dạ, em nghe cô ơi. Dạ thưa cô là tăng có thể là tăng ion tăng ion natri và giảm ion kali. Dạ em nghe không rõ cô. Mời bạn tiếp theo, bạn Nguyễn Minh Hiền hay là Nguyễn Minh Hiện vậy bạn? Dạ Nguyễn Minh Hiền cô. Rồi bổ sung nha, thêm đi bạn. Tăng ion nào, giảm ion nào? Với lại là nước là tăng hay là giảm? Dạ cô là giảm natri còn em biết cái gì đó là cô à, chưa chưa tìm ra hết. Bạn có trả lời là nước và tăng hay giảm không bạn? Dạ cô là nước tăng cô. Tăng tích trữ nước nha, Dạ. tăng trữ nước. Rồi cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hiền. Rồi tiếp, trả lời xong mình hạ tay xuống giùm đi bạn. Hà Thị Kim Dung mình có lần có điểm phát biểu rồi nè, Võ Thị Kiều Anh có rồi nè, Lại Văn Huy. Nghe cô ơi. Rồi bạn bổ sung thêm đi là tăng tăng những cái ion nào và giảm ion nào. Tăng nước Rồi không biết thì đợi người khác trả lời nha, không có đợi, giờ này gần hết giờ rồi bạn tăng. ơi. Mời bạn khác, Lưu Thị Trang. Dạ thưa cô, theo em thì sẽ làm tăng chuyển hóa nước, giảm kali ạ. Bổ sung thêm á bạn, ở trong đó có ghi rồi, tăng natri trong Giảm máu. kali với giảm canxi trong máu, giảm canxi á cô. Giảm canxi. Cảm ơn bạn. Đoàn Thị Mỹ Dạ. Trinh có bổ sung thêm không bạn? Dạ không mua cô, em cũng giống mấy bạn. Rồi bạn giải thích chỗ yếu cơ, nhược cơ và tiêu cơ tại sao lại gây tác dụng không muốn này. Dạ. Dạ dạ đợi câu khác đi cô. Ừ, câu này mà kêu để câu khác là thấy là chắc là nãy giờ không có nghe rồi.
Cô cho em bổ sung lên chỗ canxi với kali cô. Hồ Đức Quyết. Rồi mời bạn. Dạ. Cái ion natri 2 cộng nó làm tăng hấp thu natri cô và nước tại ống thận. Nó chỉ gây phù và tăng huyết áp. Còn cái kali thì nó làm tăng thải kali cộng. Tăng thải canxi. Dạ. Đây ạ. Tăng thải kali cộng và cả H cộng nữa cô. H cộng, có H cộng không? Dạ có cô. Và là dễ gây ba xe máu để giảm kali. Nếu giảm kali thì có thể là gây nên những cái tác dụng gì nữa? Sao cô? Giảm kali thì có thể gây nên những cái triệu chứng giảm clo trừ luôn. Nó làm tăng thải cái canxi hai cộng qua thận và hấp thu của canxi hai cộng ở ruột cho đối kháng với vitamin. Còn trên mô và cơ quan thì làm tăng cái quá trình đông máu và tăng lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu luôn. Làm giảm số lượng tế bào lympho do hủy các tế bào các cơ quan lympho. Dạ, xin hết. Làm ức chế miễn dịch. Dạ. Ức chế miễn dịch ở đây là chỉ định là ức chế miễn dịch, nhưng mà khi mà mình sử dụng thuốc để điều trị kháng viêm thì có thể là ảnh hưởng thêm là ức chế miễn dịch, làm giảm cái miễn dịch của cơ thể. Thôi bạn nào có thể giải thích chỗ là ảnh hưởng sự phát triển của trẻ em đó là do đâu? Mời bạn Hà Thị Bích Trâm. Dạ có em coi. Ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em là nó làm không có tăng chiều cao. Không tăng chiều cao, tại sao? Tại sao không tăng chiều cao vậy bạn? Dạ nó tăng nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới tiền. Không nghe được. Dạ tăng nhiều quá làm ảnh hưởng tới tuyến yên đó cô. Ảnh hưởng tiếng yên thì sao? Dạ tiếng yên thì cái kia học môn GH là học môn tăng chiều cao. Rồi còn có cơ chế nào nữa hay không? Mời bạn khác. Ngô Chinh, không đọc được. Ngô Chinh Lập hả? Hay Ngô Chính Lập? Chính Lập của con. Dạ, con nghĩ là dùng đọc quyết cam. Nghe được. Thưa cô, là do dùng liều cao thì sẽ ức chế phát triển chiều cao của trẻ, do làm chậm sự phát triển của xương và sụn, do dùng liều cao thì dẫn đến sự rối loạn chuyển hóa và điện giải, làm giảm canxi nhiều là yếu tố để phát triển xương và sụn. Xin hết. Rồi cảm ơn bạn. Chậm sự phát triển của xương và sụn có liên quan đến canxi. Rồi tiếp nữa là chậm phát triển cơ do là tác động lên trên là chuyển hóa, tác động lên trên sự chuyển hóa rotic. Rồi như đây được rồi. Chống chỉ định, liệt kê các chống chỉ định của glucocorticoid. Mời bạn Trần Thanh Toàn. Trần Thanh Toàn. Do cô chống chỉ định là không dùng trị ngứa, các trường hợp ngứa là do viêm
rồi trong chữa mụn, rồi trứng cá đỏ, nấm da, sử dụng thuốc ôi tại chỗ. Bạn đợi tí xíu. Dạ con nghe không? Dạ, dạ dạ đợi tí xíu bạn. Chống chỉ định không dùng trị ngứa do viêm, chữa mụn, trứng cá đỏ, nấm da, bôi chỗ trầy xước nha, chứ không phải là bôi tại chỗ, không có chỉ định, chống chỉ định bôi tại chỗ. Bôi tại chỗ được nhưng mà cái chỗ có trầy xước thì không có bôi vào. Rồi dạ. Bạn. Rồi phần này mình tới đây thôi. À, các bạn có cần cái file Word này hay không các bạn? Phải có cô. Rồi chúng ta đi vào bài, đi nhanh vào bài nha. Những cái phần nào mà chưa giảng thì giảng, còn những phần nào chúng ta đã làm rõ lúc trả lời câu hỏi rồi thì không lặp lại nữa. Đối với các bạn á, là đối tượng là bác sĩ và bác sĩ y học dự phòng thì cái việc là cho các bạn phân tích về tác dụng chỉ định và tác dụng không mong muốn và chống chỉ định của glucocorticoid là cực kỳ quan trọng. Lý do là có rất là nhiều bác sĩ và kể cả dược sĩ của nhà thuốc là lạm dụng glucocorticoid. Tại vì thuốc này ngày xưa người ta gọi là thần dược. Lý do là bị cái gì đây nữa, bị bất cứ bệnh gì thì khi uống thuốc này vào cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó là rất rất là nhiều, độc tính của nó rất là nhiều mà hầu như là tiềm ẩn. Nên là khi mà sử dụng thì người ta sẽ không thấy được những cái tác dụng không mong muốn đó. Nhưng mà nếu mà sử dụng trong một khoảng thời gian dài thì cái việc ảnh hưởng đến cơ thể là cực kỳ nghiêm trọng. Nên là cho các bạn phân tích để các bạn sẽ không có, khi mà chúng ta thành bác sĩ đó thì khi mà sử dụng cũng thận trọng trong cái việc sử dụng là glucocorticoid. Và những cái buổi tiếp theo á thì những giáo viên khác sẽ dạy và cũng sẽ dạy cẩn thận hơn ở cái bài kháng sinh để đảm bảo là khi các bạn ra trường, các bạn đi làm thì các bạn cũng hạn chế sử dụng kháng sinh. Rồi, glucocorticoid là hormone của tuyến vỏ thượng thận tiết ra. Chúng ta có cái trục sinh lý là như thế này. Rồi, feedback âm là feedback từ ở đây, cortisol đây, nồng độ cortisol cao thì sẽ feedback lên thì sẽ có feedback lên trên đây. Lên trên. Đây là gì các bạn? Đây là gì? Đây là dạ, tiếng yên ạ. Đây là tiếng yên. Rồi, đây là vùng dưới đồi tiết ra CRH, còn tiếng yên tiết ra là ACTH. Thì sẽ khi mà nồng độ của cortisol trong cơ thể cao thì sẽ feedback âm lên đây để đây giảm tiết, và feedback âm lên trên đây luôn để trên đây giảm tiết. Trên đây giảm tiết, ở đây giảm tiết thì tuyến vỏ thượng thận sẽ giảm tiết cortisol. Nhịp sinh lý của glucocorticoid. Vậy là khi mà sử dụng thuốc corticoid thì chúng ta sẽ dựa vào cái nhịp sinh lý của cortisol. Cortisol nó sẽ tăng tiết vào buổi sáng và nó giảm vào buổi chiều tối. Và ở đây chúng ta nhìn thấy đây là nồng độ trong cơ thể, đây là nồng độ của cortisol trong cơ thể. Thì ở cái giai đoạn là từ khoảng là 7, từ 7 cho đến 9 giờ đó thì nồng độ cortisol trong cơ thể là cao nhất. Vậy hỏi các bạn là khi sử dụng corticoid thông thường thì nên sử dụng vào lúc nào để phù hợp với cái nhịp sinh lý và vì sao? Mời các bạn xung phong. Mời bạn Nguyễn Tuấn Khanh hả? Nguyễn Tuấn Khanh thì chắc giơ tay từ người nào quá. Bình Thị Tuyết Hạnh. Nguyễn Thị Mỹ Lệ.
Các bạn ơi, các bạn không có giơ tay xung phong trả lời thì các bạn để tay xuống thì để gọi những người khác. Bạn Mỹ Lệ có trả lời không? Cô có cho em trả lời được không ạ? Dạ, cô em ơi, hãy trả lời. Em xin trả lời cô ơi. Dạ cô ơi, vậy cô kêu đi cô, chứ ai cũng bắt mic lên vậy cho em ngồi đợi hoài luôn. Hãy cô gọi em xin trả lời đi cô. Mời Huỳnh Thị Tiết Hạnh, mời bạn. Dạ, thưa cô, corticoid theo em nghĩ thì nên dùng vào buổi sáng sớm để hạn chế tác dụng phụ của corticoid như là teo cơ, teo tuyến thượng thận. Nên uống là sau mỗi bữa ăn để chống viêm loét dạ dày á. Rồi, cảm dạ, ơn. Em xin chúng ta đang nói là theo nhịp sinh học để làm giảm tác dụng không mong muốn lên trên tuyến vỏ thượng thận. Vậy là sử dụng thì sử dụng buổi sáng. Sử dụng buổi sáng. Lý do sử dụng buổi sáng là khi mà sử dụng như vậy thì mỗi ngày chỉ có một feedback âm. Còn ví dụ như chúng ta sử dụng vào buổi chiều thì buổi sáng là theo sinh học, theo nhịp sinh học là có một cái feedback âm rồi. Buổi chiều lại có thêm một feedback âm nữa, nghĩa là có hai feedback âm trong một ngày. Thì ở những cái tuyến ở bên trên á, như tuyến yên và vùng dưới đồi á, sẽ giảm tiết nên dẫn đến cái việc là giảm tiết cortisol trong cơ thể. Và khi mà giảm trong một cái khoảng thời gian dài thì nó sẽ gây nên là suy tuyến vỏ thượng thận. Các bạn nào không trả lời á, không có trả lời các bạn để tay xuống nha. Giờ nếu mà gọi ngay ai mà người đó là giơ tay sẵn rồi đi đâu mất tiêu là tôi trừ điểm gán chịu ạ. Tác dụng sinh lý và tai biến thì đối với glucocorticoid thì những cái tác động sinh lý nó sẽ gắn liền với chỉ định và kể cả là độc tính. Thì ở đây chúng ta sẽ có là có câu là mọi tác dụng sinh lý của corticoid cũng là nguồn gốc của các tai biến khi dùng kéo dài. Trên chuyển hóa thì có là ảnh hưởng đến sự chuyển hóa lipid, lipid, rotic, nước và điện giải. Đối với lipid thì sẽ có xu hướng là tăng đường. Rồi, đối với lipid là sẽ làm rối loạn chuyển hóa lipid, nó sẽ là tái phân bố lại mô mỡ. Đối với những người khi sử dụng mà glucocorticoid trong các khoảng thời gian đầu đó mà sử dụng liều cao thì sẽ có xu hướng là tan mỡ, nghĩa là giảm lượng mỡ đi á, do cái tác động nhất thời như thế này nên ở ngoài thị trường có rất nhiều những cái nơi là người ta sử dụng là glucocorticoid để lợi dụng đưa vào trong cái thuốc giảm cân, trong khi là nó không có tác động giảm cân, nó chỉ có là nhất thời trong cái khoảng thời gian đầu thì nó sẽ làm giảm mỡ, nhưng mà thật ra là nó sẽ làm tái phân bố lại mỡ, và mỡ sẽ có xu hướng là tái phân bố ở cái vùng cổ gáy. Rồi tiếp nữa là về rotic là sẽ làm giảm chuyển hóa rotic, giảm chuyển hóa rotic sẽ làm giảm tạo cơ, và ngoài ra thì đối với những cái cơ đã được phát triển rồi á thì nó sẽ có xu hướng là làm yếu cơ và làm tiêu cơ vân. Đối với nước và điện giải thì nước sẽ làm tăng tích trữ nước, tăng trữ nước, rồi tăng trữ natri, và những cái điện giải khác như là canxi, như là kali thì nó sẽ có xu hướng là giảm trên các cơ quan và các mô. Rồi tác dụng sinh lý và tai biến ở phần này á, chúng ta đã có giải thích trước ở phía trước rồi, hồi lúc trước rồi, nên bây giờ là chỉ tóm tắt lại thôi. Về tác dụng kháng viêm và ức chế miễn dịch thì thuốc này là thuốc cho áp dụng điều trị trong kháng viêm, nhưng mà nếu mà kháng viêm cần phải sử dụng trong một khoảng thời gian dài, ví dụ như là kháng viêm do là viêm khớp, thì nếu mà viêm khớp nặng thì có thể là sử dụng kháng viêm corticoid, rồi sau đó khi ổn định thì chuyển qua là sử dụng NSAID, chứ không sử dụng corticoid để điều trị viêm khớp trong khoảng thời gian dài. Lý do là nó có quá nhiều tác dụng không mong muốn, và cái quan trọng là nó có thể là gây là viêm loét dạ dày và xuất huyết tiêu hóa. Ức chế miễn dịch thì ức chế miễn dịch nên là corticoid có thể sử dụng trong điều trị
trong hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ của những điều trị các u ác tính. Ngoài ra thì có thể là làm giảm hoặc giảm tác dụng hoặc là chất chế chất trung gian gây viêm, làm giảm tập trung bạch cầu tại ổ viêm, giảm chức năng nguyên bào sợi, ức chế miễn dịch thì có là giảm kháng thể và giảm các bổ thể. Rồi nhắc lại về chuyển hóa lucid thì có là thúc đẩy tạo luco từ rotic, để là thúc đẩy tạo luco từ những cái khác, do là nó thúc đẩy tạo luco từ rotic nên cái rotic này nó bị giảm, mà luco này nó sẽ bị nồng độ luco trong cơ thể sẽ tăng lên. Tập trung thêm glycogen ở gan, giảm sử dụng luco ở các cơ, tăng luco máu khuynh hướng gây ra hoặc là nặng thêm đái tháo đường. Do nó là có khuynh hướng gây ra hoặc là nặng thêm đái tháo đường nên đối với những người đang bị đái tháo đường thì hạn chế sử dụng glucocorticoid, hoặc nếu có sử dụng thì sử dụng thận trọng, đồng thời là kiểm soát tốt tình trạng tăng đường huyết của bệnh nhân chứ không có chống chỉ định. Về chuyển hóa rotic, làm giảm nhập axit amin vào trong tế bào, tăng axit amin tuần hoàn dẫn đến là teo cơ và thăng bằng nitơ. Trên chuyển hóa lipid thì vừa có tác dụng là hủy lipid trong tế bào mỡ, làm tăng axit béo tự do, vừa có tác dụng là phân bố lại. Đây, do là hủy lipid trong các tế bào mỡ nên là được ở bên ngoài thị trường, nói chung là những người điều chế như thế này thì không phải là những người, nói chung không phải là những cái công ty, không phải là những công ty dược, và những cái sản phẩm đó cũng không được kiểm định chặt chẽ nên họ đã lấy là corticoid đưa vào những cái thuốc giảm cân. Về các mô và các cơ quan thì có là thần kinh trung ương. Đối với glucocorticoid thì nó có tác động lên trên thần kinh trung ương, có thể là sẽ gây, thông thường thì sẽ gây là kích thích thần kinh trung ương, kích thích nhẹ. Nhưng mà có một số, do là khi các bạn học về tác động lên thần kinh trung ương á, và điển hình nhất, dễ thấy nhất và gần gũi nhất đó là rượu, thì khi tác động lên thần kinh trung ương với một cái liều thấp thì nó sẽ có tác động là kích thích, nhưng mà tới một cái liều cao hơn thì nó sẽ có tác động là ức chế thần kinh trung ương. Nên đối với glucocorticoid cũng vậy, nó có tác động là kích thích thần kinh trung ương, nhưng đối với một số người có cái đáp ứng quá mức đối với glucocorticoid thì có thể là nó sẽ cũng là liều đó nhưng mà họ sẽ bị là ức chế thần kinh trung ương. Chỉ định thay thế khi thiếu hóc môn, trong các trường hợp là suy vỏ thượng thận mãn tính hoặc là cấp tính, trị tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Nếu mà tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh thì sẽ cho sử dụng bằng cái liều là glucocorticoid để chia nhỏ ra sử dụng nhiều lần, cái liều trung bình, để làm cho là tạo nhiều cái feedback âm lên trên để tuyến yên và vùng dưới đồi sẽ giảm tiết các chất và giảm hoạt động của tuyến vỏ thượng thận. Rồi đối với chỉ định, ở đây không có chỉ định điều trị nhiễm khuẩn đâu các bạn. Ở đây các bạn tự bổ sung thêm nha. Điều hỗ trợ điều trị triệu chứng của nhiễm khuẩn, chứ glucocorticoid không trị nhiễm khuẩn. Muốn điều trị được nhiễm khuẩn thì phải là kháng sinh mới điều trị được, mới tiêu diệt được vi khuẩn hoặc là kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Còn đối với glucocorticoid thì nó không gây ra cái việc này. Nó sẽ là làm cho làm giảm đi những cái triệu chứng khó chịu khi mà bị nhiễm khuẩn hoặc là giảm viêm trong nhiễm khuẩn, nghĩa là điều trị triệu chứng của nhiễm khuẩn chứ không tiêu diệt được vi khuẩn. Liều dùng này các bạn bỏ qua, chúng ta không cần phải học liều dùng. Độc tính và khắc phục. Độc tính thì trên sự phát triển của trẻ em là thứ nhất là tác động lên trên hormone, thứ hai là tác động lên trên rotic, thứ ba là tác động lên trên canxi. Loãng xương là do tác động lên trên canxi. Suy vỏ thượng thận do thuốc là khi sử dụng liều không thích hợp và kéo dài thì sẽ làm tăng cái feedback âm lên những cái tuyến trên như là tuyến yên và vùng dưới đồi, làm cho nó giảm hoạt động của vỏ thượng thận. Mà khi một cơ quan nào trong cơ thể mà nó hoạt động ít lại á, ít hoạt động thì nó sẽ có xu hướng là bị suy. Bệnh cất xin do thuốc, lét dạ dày tá tràng, tăng đường huyết, rối loạn dịch và điện giải. Rồi chống chỉ định.
Phần này các bạn có thể đọc thêm ở trong sách. Trong sách viết rất là nhiều, có rất là nhiều trang viết về glucocorticoid. Nhưng mà những phần chúng ta cần phải nhớ thì nó chỉ nằm gói gọn ở trong cái slide này thôi. Các bạn đọc trên slide rồi sau đó các bạn đọc thêm trong sách nữa. Do là thời gian của chúng ta hạn chế nên không thể nào mà giảng hết tất cả những cái chuyên sâu của cái phần thuốc về tăng huyết áp, về suy tim cũng như là glucocorticoid được. Rồi tiếp nữa là hormone sinh dục. Hormone sinh dục cũng nằm trong cái chương hormone, nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian để học nên có gửi cho các bạn cái slide để các bạn tóm tắt lại về hormone sinh dục, hormone sinh dục nam và hormone sinh dục nữ. Phần đó chúng ta sẽ không có kiểm tra và cũng không có thi. Thi thì chỉ có thi bài về phần của tôi hướng dẫn các bạn á, chỉ thi bài là tăng huyết áp, suy tim với lại là glucocorticoid. Phần đại cương thì người khác cho đề, tôi không có cho đề phần đó. Phần đại cương là mình đã kiểm tra IRAT để các bạn ôn tập lại, có cái kiến thức nền để chúng ta vào bài thôi. Rồi cái phần hôm nay của chúng ta là xong. Các bạn có câu hỏi hay là có thắc mắc về về bài học hai buổi này, hoặc là cái hình thức thi, hình thức kiểm tra, hình thức lấy điểm gì không các bạn? Không, thực hành không có dạy. Ban đầu là phân công có dạy nhưng mà không có thời gian hướng dẫn. Môn này của các bạn năm nay có rất là nhiều giáo viên dạy, thì nhiều giáo viên cũng sẽ có cái hay của nhiều giáo viên, nghĩa là mỗi giáo viên sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Những cái mặt hạn chế thì thông thường là khi chia bài ra thì sẽ đưa cái những cái bài là giáo viên đó tâm đắc nhất để mà giảng dạy cho các bạn, nên ưu điểm thì mình sẽ nhận được nhiều hơn. Rồi ngoài ra thì các bạn có cái phần thực hành. Thực hành của mình là 40 tiết, thì ở đây sẵn nhắc các bạn luôn là 40 tiết thực hành. Thì các bạn người quản lý cái môn này á, hiện tại là cô Huyền. Nên các bạn alo lớp trưởng ơi, bạn có ở đó không bạn lớp trưởng? Dạ có. Rồi lớp trưởng lưu ý phần này để liên hệ cho lớp ha. Và các bạn khác của lớp Y20 học ghép lớp cũng vậy, là mình sẽ đại diện liên hệ, chứ đừng có mỗi người liên hệ. Đại diện liên hệ để hỏi xem là nếu mà trùng lịch thì sẽ bù như thế nào, rồi sắp xếp cái nhóm thực hành như thế nào cho phù hợp. Thì mình có là 40 tiết thực hành, và theo quy định á, nếu vắng một buổi thực hành và không có được vắng một buổi thực hành không xin phép, hoặc và không có được bù á, thì